cửa hàng Hoa Lan của mình xin chào cô chú. Và ngày hôm nay tôi bên cửa hàng bên con một số chậu dendro mini nha cô chú. Và hôm nay thì con sẽ thử giới mình để bán với cô chú. Đồng giá là 180.000 một giờ. Và con sẽ quay sơ từng mã số và mặt hoa để cho các cô chú mình dễ lựa chọn cái mặt hoa mà mình yêu thích. Đồng giá 180.000 nha cô chú. Và khi gửi hàng đi thì bên con sẽ bỏ chậu lại và tách tất cả toàn bộ cái sơ dừa phía ngoài này ra, sẽ giữ cái giá thể bên trong và cộng theo cái cây gửi đi cho cô chú thôi. Còn mấy cái giá thể ngoài với lại cái chậu là con bỏ lại nha cô chú. Và ra đây con sẽ giới thiệu cho cô chú một số hình cây của nó. Đây là chậu mã số 1 nha cô chú. Và đây là cái mặt hoa của nó nè. Đó. Dendro mini nha cô chú. Và giá của chậu này là 180.000. Đó. Đồng giá nha cô chú, và bụi nó cũng có rất là nhiều thân. Đây, con quay sơ một số hình cây cho cô chú nha. Tại vì nó có rất là nhiều chậu. Mã số 1, 180.000 cô chú, Dendro mini. Mã số 1. Và vừa hoa nha cô chú. Đây là cái mặt hoa của cây mã số 2 nè. Và giá của nó cũng là 180 luôn. Đây là mã số 2. Đây. Nè cô chú, bụi nó cũng rất là nhiều thân nha cô chú. Giá là 180.000 Dendro mini, và đây là giò mã số 2. Đây là mã số 3 nha cô chú. 180.000. Nói chung là con lựa cái bụi nhiều thân đó. Nên cô chú mình cứ chọn cái mặt hoa thôi, còn bụi nó thì cô chú mình ok lắm, bụi ok nha cô chú. Và hoa là hoa quanh năm, một cây từ khoảng 3-4 vườn hoa trở lên đó cô chú, nó rất là nhiều vườn hoa. Đó, mình rất là dễ sưu tầm nha cô chú. 180.000. Và mã số là mã số 3. Mã số tiếp theo đó là mã số 4 nha cô chú. 180.000 cho mã số 4. Hoa này rất là lâu tàn của chú, có khi khoảng 1 tháng là nó chưa tàn luôn á. Đây là rồng Dendro mini. Cây đang có 6 vòi hoa nè cô chú. Rất là sai hoa. Và kích thước cây là khoảng 20-30 cm nha, dòng mini. Mã số 4, 180.000 đồng giá nha cô chú, Dendro mini, mã số 4. Và mã số tiếp theo là mã số 5 nha cô chú. Giá là 180 luôn. Đây hình cây nè. Đó. 180.000 nha cô chú. Mã số là mã số 5. Giò này đang có cái giò này là nó có hai mặt hoa luôn nè cô chú. Hai mặt hoa này ghép chung một chậu nè, một mặt hoa trắng và một mặt hoa trắng tím nè. Đó. Giá là 180.000. Rất là khỏe nha cô chú, mã số 5, đây là hàng thuần rồi. Đây là mã số tiếp theo nha cô chú, mã số 6, giá là 180 luôn. Giờ nó có rất là nhiều chậu nên con quay sơ một số chậu cô chú mình xem thôi. Đó. 180.000 nha cô chú, mã số của nó là mã số 6, dòng Dendro mini. Mã số 6, 180. Và cái mặt hoa tiếp theo là mặt hoa mã số 7 nha cô chú. 180.000 cho mã số 7. Đó, bụi là tùm hoa nè cô chú, rất là nhiều hoa. 180.000, một dòng Dendro mini. 180.000 nha cô chú, mã số là mã số 7. Mã số tiếp theo, mã số 8 nha cô chú. 180.000, nói chung là cây rất là nhiều thân. Một dòng Dendro mini và cây đang nụ nha cô chú. Một giò như vậy khoảng 4 tới 5 nụ. Mã số 8, 180.000. Tiếp tục là mã 9 nha cô chú. Cái mặt hoa này là cực kỳ dễ thương. Mã số 9, giá là 180.000 luôn. Đó. Đây là mã 9 của chú. Bụi rất là nhiều thân. Mầm con đang lên rất là khỏe nha cô chú. 180.000, đây là mã số 9. Và đây là mã số tiếp theo. Mã số 10, 180.000 nha cô chú. Đây là mã số 10. Đó. Mã số 10, giá 180.000 nha cô chú. Cây rất là khỏe. Một dòng Dendro mini, mã số 10, giá 180. 180.000 nha cô chú. Và mã số của nó là mã số 11. Đó. 180.000 mã số 11 cô chú. Dendro mini. Tiếp tục đây là mã số 12 nha cô chú. Giá là 180.000 luôn. Nói chung là cây rất là nhiều thân và nhiều vừa hoa nên con quay sơ sơ thôi. Mã 12, 180.000. Mã số tiếp tục đó là mã số 13 nha cô chú. Giá cũng là 180 luôn. Dendro mini. Đó. Đây là mã số 13, 180.000. Bụi có rất là nhiều thân nha cô chú. Mã 13, 180, mã số 13. Mã số tiếp theo là nó đang có 5 vòi hoa luôn. Hoa nó là màu tím. Màu tím thủy chung nha cô chú, rất là dễ thương. Giá của nó là 180.000 và mã số là mã số 14. Cây dài là khoảng 25 đến 30 cm nha cô chú. Dendro mini. Mã 14, 180.000. Mã số 15, 180.000. Và cây này đang có 3, 6, 8 vòi hoa nha cô chú. 180.000, 8 vòi hoa. Đây là mã số tiếp theo cô chú. Mã số 16, giá cũng là 180.000 luôn.
mã số 16 nha cô chú, 180.000 Denro Mini Yaya. Slow chú Denro Mini nha cô chú, mã số 16, 180.000 của chú. Tiếp theo đó là mã số 17, giá là 180 nha cô chú, mã 17. Đó. Đây. Đang lên mầm rất là khỏe nha cô chú, 180.000 mã số 17 Denro Mini, đang có vò hoa rất là nhiều. Mã 17. Tiếp tục đây là mã số 18. Đó. 180.000 nha cô chú, đang có mầm rất là khỏe. 180.000 cho mã số 18. Đây là mã số cuối cùng, mã số 19. 180.000 luôn nha cô chú, mã số 19, mã số cuối cùng. Chỗ này thì chưa có hoa nên mình chưa biết mọc hoa. Mã số 19 nha cô chú, 180.000.